Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi lần lượt tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng vạn người tiến vào tỉnh lỵ biểu tình meeting giành chính quyền. Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập. Những ngày này, trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ký ức về những ngày tháng hào hùng sụp sôi giành chính quyền ở tỉnh Hưng Yên lại ùa về trong lòng những người được chứng kiến thời khắc lịch sử quan trọng ấy. Toàn dân Việt Nam đứng đưa lên góp sức một ngày. Hình ảnh đoàn người không phân biệt già trẻ, gái trai, khí thế hường hực đi phá kho thóc của Nhật, chia cho dân nghèo, nhân dân các địa phương trong huyện đầu trần, chân đất, quần áo bà ba, thắt lưng bao tượng, người thì quần đùi áo cộc, tay cầm giáo mát, dao gậy, đòn gánh, biểu tình giành chính quyền. Đó là những ký ức về mùa thu rực lửa Cách mạng tháng 8 năm 1945, vẫn luôn sống mãi trong trí nhớ của những đảng viên hơn 60 năm tuổi đảng, như ông Trần Hùng ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, ông Nguyễn Huy Lục ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Nhiệm vụ tôi lúc ấy là đầu tiên là phó ban tuyên truyền, phụ trách Hương Nhi, về sau là trưởng ban tuyên truyền. Ngày 17 tháng 8 năm 45 ấy, cùng mọi người là ra lấy kho thóc Nhật. Sáng 18 tháng 8 năm 45 là mỗi người một cái gậy khoảng 1m2. Thế là đưa đi xếp hàng, hàng đôi, đi hàng trăm người. Mới tăng tảng sáng lại đi, thế là chúng tôi theo đi. Tổ chức meeting ở tại sân quần huyện Ân Thi. Tổ chức ở huyện xong về là xã nào xã ấy, thôn nào thôn ấy, lại tổ chức meeting. Vui lắm. Ông Nguyễn Đức Dũng, năm nay 95 tuổi, nhớ lại cách đây 76 năm. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, ngay từ sáng sớm, ông cùng hàng vạn người có trang bị vũ khí, dương cao cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, từ nhiều ngả đường hùng dũng tiếp đối nhau, tiến về sân vận động của tỉnh để tập trung meeting, hô vang khẩu hiệu cách mạng. Đả đảo chính quyền Bù Nhìn, chính quyền về tay nhân dân, ủng hộ Việt Minh. Tôi cũng có đi tham gia biểu tình cướp chính quyền. Khi cách mạng thành công rồi đó, thì phải nói rằng là một cái không khí hân hoan phấn khởi. Ta đã đổi đời rồi, bây giờ không còn là cái người dân nô lệ nữa, mà bây giờ là người dân tự do. Với thắng lợi của Cách mạng tháng 8, lịch sử đã sang một trang mới cho nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 76 năm trôi qua, những bài học, giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng tháng 8 vẫn đang thắp lên ngọn lửa truyền thống, tiếp sức cho Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.